thì sử dụng bằng gỗ lim nam phi. Với cái việc mà chúng ta sử dụng gỗ lim nam phi và chạy dọc pano kính như thế này thì cũng làm ngôi nhà của chúng ta nhìn màu sắc nó cũng rất là hài hòa, đúng không ạ? Nó rất là hợp với tông màu của đèn cũng như là cái phần sảnh. Ở đây thì chúng ta sử dụng phần sảnh bằng đá marble quý vị nhé. Sử dụng phần sảnh chính được sử dụng bằng đá màu vân mây, và hai khu vực kế bên thì chúng ta sử dụng màu đá đen. Phía cửa sổ cũng như là những cái phần cửa đi ở trong phòng thì chúng ta sử dụng nhôm hệ. Hiện nay thì có rất nhiều các loại nhôm hệ như là nhôm Việt Pháp hay nhôm Sinfa hoặc là nhôm Euro Window. Thì với những căn nhà dự toán của Mark Home thì thường là chúng tôi sẽ để nhôm Sinfa. Ngoài cái chất lượng ra thì giá thành cũng là một yếu tố mà chúng tôi rất là cân nhắc cho các gia đình. Ở phía chân tường của chúng ta sử dụng bằng đá thẻ, và ở phía sân của chúng ta thì cũng lát bằng gạch chống trơn. Với đơn giá của phần sân như thế này thì chúng ta sẽ có đơn giá từ khoảng 220.000 đến cho đến 260.000 trên 1m2 quý vị nhé. Với phần lát sân, phần cửa của chúng ta thì sẽ dao động từ khoảng 2.4 triệu cho đến 2.9 triệu 1m. Với gỗ cam xe thì giá thành nó sẽ cao hơn một chút, là từ 3.5 triệu cho đến 4 triệu. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về bản vẽ chi tiết của công trình này sau khi mà chúng ta đã ngắm phần ngoại thất rồi nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần mặt bằng định vị công trình. Với phần mặt bằng định vị công trình thì sẽ cho chúng ta biết được khuôn đất của chúng ta, chiều dài, chiều rộng, đúng không ạ? Ngõ đi như thế nào và hướng của công trình. Ở đây thì chúng tôi có thiết kế thêm phần mặt bằng, tức là mặt bằng bát trạch, tức là hướng của ngôi nhà của chúng ta nó phù hợp với tướng và độ tuổi của gia chủ. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có là mặt bằng bát trạch. Ở đây thì chúng tôi đã gắn la kinh hay gọi là la bàn phong thủy đấy ạ, hướng cho các độ tuổi của gia đình, làm sao ngôi nhà của chúng ta được hợp so với phong thủy nhất. Và Mark Home cũng là một trong những đơn vị mà chúng tôi rất chú trọng các yếu tố phong thủy trong một ngôi nhà, bởi vì một ngôi nhà của chúng ta ngoài vẻ đẹp về thẩm mỹ bên ngoài, ngoài phù hợp với công năng diện tích của ngôi nhà, thì vấn đề phong thủy từ hướng ban thờ, hướng của bếp và hướng của sảnh chính chúng tôi vô cùng quan tâm. Tất cả những yếu tố này thì nhằm đảm bảo cho ngôi nhà của chúng ta được đồng nhất và hoàn hảo nhất. Rồi chúng ta sẽ đến với phần mặt bằng nội thất của tầng 1. Công trình của chúng ta thì với chiều dài mặt trước là 15m và chiều sâu là 11,9m, với diện tích là 180m2, tôi sẽ tạm tính nhé, 180m2. Thì ở đây chúng ta sẽ có, đầu tiên thì từ khu vực sảnh chúng ta sẽ vào khu vực phòng khách. Phòng khách thì có diện tích là 28m2, có thiết kế nối thông với cùng với phòng thờ. Phòng thờ ở đây thì với diện tích là 6m2. Quý vị để ý một chút là khu vực phòng thờ phía trước ở khu vực phòng khách của chúng ta thì thường những cái phần đường đi lại này thì chúng ta không nên bố trí một vật dụng gì nhé, không nên bố trí chắn khu vực phòng thờ, rất là phạm phong thủy. Ở đây thì khu vực phòng khách nối liền cùng với khu vực phòng thờ như thế này thì rất là thuận tiện cho gia đình mỗi khi sử dụng, đúng không? Vị trí phòng thờ đặt ở vị trí này cũng rất là hợp lý rồi. Ở vị trí kế bên phòng thờ chúng ta sẽ có một khu vực vị trí bếp và khu vực phòng ăn. Bếp và khu vực phòng ăn này thì có thiết kế với diện tích là 28m2, và chúng ta sẽ có một khu vực để nhà kho ở cạnh khu vực bếp và khu vực phòng ăn, rất là thuận tiện, đúng không ạ? Những khu vực này thì chúng ta không nên để phòng ngủ hoặc là khu vực nhà vệ sinh, quý vị nhé, ngay phía sau phòng thờ. Ở đây thì chúng ta sẽ có các khu vực phòng ngủ với 3 phòng ngủ. Phòng ngủ đầu tiên là phòng ngủ số 1, diện tích là 15,5m2. Phòng ngủ này thì sẽ có một khu vực cửa sổ ở phía đằng trước, rất là rộng rãi, thoải mái, đúng không ạ? Diện tích cũng rất là hợp lý, thì chúng ta có thể bố trí được khu vực giường ngủ này, khu vực tủ quần áo, kệ tivi và phía bàn trang điểm ở đây. Phòng ngủ thứ hai thì có diện tích là 14m2. Tất cả các phòng ngủ của chúng tôi sẽ đều thiết kế những phần cánh cửa sổ rất là rộng và thoáng, quý vị nhé. Ở đây thì cũng được thiết kế với khu vực giường ngủ, tủ quần áo, kệ tivi rất là đầy đủ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một khu vực hành lang như thế này, có phần cửa sổ để giúp lấy thoáng và lấy sáng cho căn phòng. Với phòng ngủ số 3 thì với diện tích là 14m2, và phòng ngủ này chính là một phòng ngủ master có một nhà vệ sinh khép kín bên trong, rộng 4,5m2. Đây là nhà vệ sinh được thiết kế dành cho phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này rất là tiện lợi rồi, phòng ngủ master, cho nên là chúng ta có một khu vực nhà vệ sinh khép kín. Ở đây có khu vực cửa sổ. Chúng ta cũng sẽ có một khu vực nhà vệ sinh chung. Nhà vệ sinh này thì được thiết kế tách biệt với khu vực lavabo riêng và khu vực vệ sinh riêng, rất là thuận tiện cho các thành viên hoặc là các vị khách mỗi khi sử dụng khu vực nhà vệ sinh chung này, đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có một khu vực sân ướt ở phía bên ngoài,
được gia đình thiết kế ở phía đằng sau nhà. Sân ướt này thì rất là thuận tiện quý vị nhé. Nếu mà chúng ta có nhà có công có việc thì chúng ta hoàn toàn có thể cải biến khu vực sân ướt này thành một khu vực bếp phụ, hoặc chúng ta có thể cải biến khu vực sân ướt ở phía bên ngoài này làm khu vực sân phơi hoặc là khu vực mà chúng ta để máy giặt. Và đó là không gian, những không gian bố trí nội thất cũng như là diện tích của ngôi nhà này. Ngang 15m² và rộng 11,9, tổng diện tích là gần 180m². Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần mặt bằng đứng trục. Với mặt đứng trục thì sẽ cho chúng ta biết được phần chiều cao và phần chiều rộng của ngôi nhà. Và một ngôi nhà của chúng ta nhìn hình khối có được cân đối, có được hài hòa, có được đẹp mắt hay không thì phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố như là mặt đứng trục hay là mặt cắt ngang. Ở đây thì với thông số như quý vị thấy thì chiều cao của tầng 1, tức là chúng ta sẽ tính từ phần sàn đến phần trần của chúng ta là 3m9. Ngôi nhà của chúng ta rất là cao nha quý vị nhé. Phần sảnh, phần sân của chúng ta tính từ phần sân lên đến phần cốt 00, tức là phần sàn là 7.50. Chiều cao của mái là 2m8, tổng chiều cao của ngôi nhà này là 7m4. Và chiều rộng của ngôi nhà rất là rộng, 15m. Ngôi nhà rất là trường quý vị nhé. Nhìn nó rất là bề thế, thực sự là những ngôi nhà mà chúng ta có những cái phần diện tích đất rộng ở khu vực thôn quê ấy, mà chúng ta có thể xây được những ngôi nhà vườn như thế này thì nhìn rất là nổi bật. Tuy chúng ta không làm 2-3 tầng nhưng thực sự khi mà đi qua những cái khu vực này thì thể hiện sự đặc cấp của gia chủ. Thưa quý vị, nhà cao thì cửa rộng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần các thông số về phần cửa của ngôi nhà này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quan tâm ở cửa chính, tức là D1. Chúng ta với kích thước là 2m5 x 2m7, tức là chiều rộng của cửa này là 2m5 và phần chiều cao là 2m7 quý vị nhé. Quý vị cũng có thể truy cập thêm và các thông tin ở phần mô tả đấy, trong mục thiết kế thi công chọn gói.com, quý vị có thể tra cứu thước lỗ ban. Các thông số thường là chúng ta sẽ tính các khoảng thông thủy về cửa, cửa sổ, phần dương trạch, tức là chúng ta sẽ tính khối xây dựng như là bếp, bếp này, bệ này, bậc này, hoặc là âm phần, tức là những cái phần về đồ nội thất quý vị nhé. Các thông số về cửa như thế nào, về kích thước của cửa tủ, cửa bếp hay là cửa ra vào thì quý vị hoàn toàn có thể nhập số và dễ dàng chúng ta có thể tra cứu ở đây. Các thông số khác như là phần cửa sổ phòng ngủ này, kích thước là 2m x 1m8, rất là rộng đúng không ạ? Hoặc là các kích thước cửa đi hoặc là kích thước cửa nhà vệ sinh thì chúng tôi cũng đã thể hiện rất là chi tiết quý vị nhé. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ quan tâm đến phần mặt bằng lát sàn. Phần mặt bằng lát sàn này thì sẽ cho chúng ta biết được các vị trí như thế nào thì chúng ta sử dụng gạch như thế nào đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta sẽ có những khu vực mà chúng ta sử dụng các loại gạch giống nhau như là khu vực sảnh, để sảnh chính, sảnh phụ. Khu vực thứ hai là các khu vực sảnh lát, gạch lát ở trong nhà. Đây là các viên lát định vị vi nhé. Khu vực phòng khách này, viên lát định vị. Khu vực phòng ngủ hay là khu vực phòng ngủ hoặc là nhà vệ sinh. Thì ở đây thì chúng tôi sẽ chia ra các không gian, ví dụ như những không gian phòng khách, phòng ngủ, bếp ăn hoặc phòng thờ và phòng kho của chúng ta thì sẽ là những cái không gian mà chúng ta sử dụng các loại gạch khổ lớn để làm cho không gian của chúng ta nhìn rất là rộng thoáng, không bị chia nhỏ không gian diện tích. Với những không gian khác như là nhà vệ sinh của chúng ta hoặc là khu vực sân ướt của chúng ta thì sử dụng các loại gạch, thường là những loại gạch chống trơn, và khổ của chúng ta sẽ nhỏ hơn một chút. Ở đây thì với những không gian rộng như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng các loại gạch với kích thước là 800x800. Còn với những khu vực nhà vệ sinh thì thường chúng ta sẽ sử dụng kích thước là 300x300. Và phần tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn đó chính là phần hồ sơ kết cấu của công trình này. Với công trình này của chúng ta thì sẽ thể hiện phần mặt bằng móng là móng băng quý vị nhé. Hai phần cột trụ trước chúng ta sử dụng móng đơn và các phần liên kết sau với nhau được sử dụng bằng móng băng. Vị trí móng như thế nào và khoảng cách móng ra làm sao thì chúng tôi đã thể hiện rất là rõ ở bản vẽ các vị trí mà chúng ta cần đổ cột, kích thước cột và những bảng thống kê về số lượng bê tông cốt thép mà chúng ta sử dụng cho công trình này. Chúng tôi luôn luôn cam kết đảm bảo công trình phần kết cấu với độ bền là trên 15 năm. Với các công trình chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói thì ngoài đảm bảo về phần kết cấu thì chúng tôi đảm bảo các phần chất lượng theo chân công trình và đảm bảo các vật liệu mà chúng tôi cấp vào chân công trình thì đúng được như được cam kết với chủ đầu tư. Và cuối cùng tôi xin chia sẻ về dự toán của công trình này. Hy vọng rằng qua những video của chúng tôi thì quý vị và các bạn đã có thêm nhiều thông tin hữu ích dành cho công trình của mình. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.